Ok anh em, đây là ổ thính cuối cùng ở trong cái thùng ổ. Nay bố đi phục thù hôm nọ. Đây. Còn có một tí thôi. Nọ đi móm rồi. Này bố đi xem có được con gì nữa không. Này móm nữa thì đen. Rồi ok. Bây giờ đồ đạc chuẩn bị xong rồi, bây giờ tôi sẽ trộn tiếp. Biết áng chừng ở đây còn được mấy bát kính này. Sạch sạch xanh, không còn tí nào. Sạch sạch xanh cũng đồng nghĩa với cả lại sắp có một clip video hướng dẫn ủ thính. Thính nền hôm nay còn hơi ít. Cắm gạo. Cũng là cám gạo thôi. Và chỗ kia nó thiếu, chỗ kia chắc được khoảng mấy lạng, tôi cho vào cho nó đủ. Thêm một ít cũng là thính nền thôi, nhưng mà cái thùng nhỏ hôm trước cũng phải áp ra đấy, cho ổ của nó to một chút. Nay cố gắng làm cẩn thận như hôm trước nữa. À gom ok sốt.
em ngồi chơi chờ cháu một tí nhá. Bát rưỡi xốp. Cắm trứng. Mẻ chua hôm nay vẫn phải mua, bởi vì tôi nghĩ cái kia chưa được, tôi cứ để đấy. Và cuối cùng là thánh chảo. Rồi, đảo đều lên là ok. Ok, xong. Xong, bây giờ chỉ còn cái phần da hồ nữa thôi. Ôi thôi chết mẹ rồi. Chưa đi quay. Mẹ nha.